Khóc ngu ngu tiếp đi, khóc ngu ngu tiếp đi. Chào khán giả Khương Dừa con. Chào mẹ về luôn. Chú Kinh Phong về rồi hả? À. Rồi gì Kinh Nguyệt về chưa? Nguyệt trời rồi. À, nói nè nghe nè. Hai ngày nay cho đi về Bến Tre con gái nhà có nhớ cha không? Hả, đi đâu vậy? Bánh chuột đâu ta? Nè, bánh tay chuột đây nè. Đây nè, bà ngoại, bà ngoại bánh cà lâm. Chuột bánh cho con bánh tay chuột nè. Đã không? Con ăn đi rồi con quay lên để bà cho bà ngoại vui nha. Bà cụ vui. Con ơi lấy bánh. Thôi, ở đây đi. Con đi đâu vậy? Thôi ở đây ăn được rồi. Con ở đây rồi, cha đi quay gì sữa ơi. Trời ơi, bà đi rồi. Bây giờ mình phải quay bịch bánh thôi. Lấy cái bịch để xếp ra. Hồi nãy về cho cái bạn sang mập một ít rồi. Cái này là bịch bánh tay chuột mà Khương Dừa đi về dưới Bến Tre đó. Rồi Khương Dừa ghé nhà của bà ngoại Thánh ngoại Cà Lâm. Rồi ngoại Cà Lâm gửi về cho trà sữa. Cái này là bịch bánh của một khán giả rất là thương. Khán giả ông bà. Dạ. Ông bà nè. Dạ, khán giả rất là thương ngoại. Rồi gửi cho ngoại nhưng mà ngoại không có răng, ngoại không ăn. Ngon không con? Dạ ngon. Con cảm ơn bà cụ. Con bà một. Cảm ơn bà cụ, không phải bà cụ. Không phải bà cụ dưới quê nội mà bà cụ khác, bà cụ Cà Lâm. Ông nội. Bà cụ Miện. Con cảm ơn bà cụ Miện để gửi cho con bịch bánh này nha. Bánh. Con ăn đây nè, đó con với mấy anh chị em con ăn nè. Con cảm ơn bà rất là nhiều. Bà đã gửi tặng cho con. Rồi con không mời cha ăn hả? Đây. Đâu? Đây, ra cho ăn ra đây bánh tay chuột hơi dễ thương mà con gọi. Con gái con đi đâu vậy? Con ở đây con ăn bánh tiếp đi. Anh Mộc quýnh con đây này. Anh Mộc quýnh con ở đâu? Đây. Trời ơi, sao vậy? Sao anh Mộc quýnh con vậy? Anh Mộc ta sợ anh Mộc nha. Anh Mộc chứ anh Mộc gì? Anh Mộc. Anh Mộc quýnh con hả? Quýnh tao không? Quýnh con gái cha đau không? Hả? Quýnh con gái cha đau không? Cho gì? Cho chú Hâm ăn chứ. À, cho dì Nguyệt với lại dì Kinh Nguyệt với chú Kinh Phong ăn hả? Gọi lấy đi. Thảo ăn lắm. Cái gì cũng đem qua cho dì Nguyệt với lại chú Phong. Ủa sao dép để đó? Tại vì dì Nguyệt với chú Phong có cái gì cũng cho sữa ăn á. Với lại thứ hai nữa là sữa ở gần nhà. Chú Kim Hâm có bánh. Chú gì? Chú Kim Hâm. Chú Kinh Phong hả? Hả? Đi đâu vô đó vậy? Con mang dép. À, kim chiếc dép nữa bà con của bác. Này. Ờ, mang dép đó hả? Rồi, đi vào đây. Chú Kinh Phong về chưa? Rồi. Ờ, có cái gì cũng cho chú Kinh Phong ăn đó. Chết danh luôn rồi. Chú Kinh Phong chết danh luôn rồi. Chú Kinh Phong. Chú Kinh Phong. Bánh. Con cho chú con bánh kìa. Con Nguyệt chạy đâu rồi? Chào Nguyệt đây nha. Nó đang ăn cái gì không? Bưng chạy trốn sữa gì? Trời ơi, ham ăn kìa. Nhỏ đem bánh qua cho bộ. Ăn bánh gì vậy? Đồ. Ăn cơm rồi ăn. Không có cho chồng ăn hả? Cho cho gì con. Trời ơi, hèn chi con vợ nó vậy, còn thằng chồng nó vậy là phải. Đang nó muốn riêu với cơm với mật. Ủa vậy hả? Ờ con đổ. Đổ chỗ ngủ của dì Nguyệt. Cho hết không? Nó mang qua chú bánh, cho chú Phong á. Bánh. Bánh tay chuột. Bánh tay chuột. Chứ bánh tay heo. Của bà cụ cho con á. Này tay chuột. Bánh chuột. Bánh tay chuột hả? Tay heo nó nha. Cái giả tiếng gì vậy? Đâu à? Tiếng hai nó cái bánh tay heo nó bự hơn. Thôi cho dì Nguyệt với lại chú Phong mấy miếng đi rồi về ăn. Cho hết bịch luôn đi. Kêu dì Nguyệt lấy cái bịch đi ha, lấy cái tô đi rồi xớt cho miếng. Chưa giờ chú Kinh Phong cầm đi, chú Kinh Phong. Em cầm đi. Chưa. Anh để bịch. Chú thấy con nghe kêu cái tên nó dễ thương không chú Phong? Cầm đi nó đỡ cho. Chú Kinh Phong. Dạ. Kêu con Kinh Phong. Có nè, có.
Nó kêu Kinh Phong mà nó nghe phát âm không rõ đó. Đây. Chú gì con? Chú Kinh Phong. Chú Kinh Phong. Ừ. Phát âm gì kỳ quá chú Kinh Phong nha. Kêu sai tên chú Kinh Phong, chú Kinh Phong giận đó. Ừ. Nghe không? Đó, thấy không? Nhỏ lấy bánh cho ăn, thấy không? Lấy bánh cho ông bà già chồng ăn. Rể bỏ nhà đi rồi. Rồi, rể không có lo, để con dâu nó lo. Tắm luôn hả? Hèn chi vậy nó. Có cái gì nó cũng mang cho ăn. Bà già chồng tắm dâu ngon chạy. Dạ chồng giấu đám dâu luôn hả? Rồi ít chưa hả? Bỏ tủ lạnh. Bỏ tủ lạnh ăn đi, ăn từ từ. Ăn. Nè, lấy cho nhiều đó rồi đó. Lấy cho nhiều. Bỏ tủ lạnh. Ủa vậy là chỗ nào? Chỗ cái bệnh đó. Bỏ quá, ăn bỏ hả? Giờ đầy quá, không biết bỏ chỗ nào. Thôi đem về đi, lấy kia được rồi. Nhớ không có hết. Lo về bển đi, ngủ đi. Thôi, ở đây chơi. Ở đây chơi. Bánh. 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 Rồi, đổ tùm lum. Vừa quá. Con ba chồng nói xấu con kìa. Con ba chồng nào xấu nói xấu con dâu không? Con đây nữa. 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 Bánh. Phải qua đây chơi lắm mà con quá. Ngày nào cũng qua đây chơi á. Chưa. Chú Phong với, tao quay. Cha quay rồi, dù về chú Phong với dì Nguyệt thì đi làm về trễ. Đi bắn tôm á, rồi sửa giờ mày sửa mới qua chơi. Con đi. Con lấy con mời chú Phong đi. Nè. Mời chú Phong ăn bánh gì con? Qua trời nắng mà chạy ở đây nè. Bánh. Lại là con này. Con xin không cho à? Để lấy trong kia mà hả? Màu tím mà cho ở trong cái con này sách bánh hết cho chú không? Chắc còn lấy nước lọc vậy luôn á. Tốn chai nước nữa mà. Lấy lần cắt. Màu lát dễ sách bịch nó vậy. Trời ơi. Cảm ơn nhỏ đi. Cái này cái gì? Bánh tay chuột. Thôi con lấy ra đi, con bỏ tủ lạnh thôi, mình mùi không ngon á. Lấy ra đi con, để nó mềm. Lấy ra đi con. Mềm lắm ngon. Sữa à? Mỗi xăm á. Được rồi con. Bánh, bánh tà chuột. Bánh tà chuột của bà cụ cho. Bà cụ cho cha. Ờ, bà cụ cho cha, nó về cho trà sữa đó. Cho chú Hâm Đào Nguyệt. Ờ, cho chú Kinh Phong với dì Kinh Nguyệt. Bánh đây. Ai nữa? Con mua mi nước. 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 Nè nè nước à. Nước hồi tủ lạnh của người ta mà giờ còn như của bà. Cầm. Cảm ơn. Con cảm ơn. Cảm ơn. Rồi thôi. Đâu, uống cái ca gì bụi cái mặt nhỏ. Ăn ké uống ké vậy mà nhờ vậy mà lớn á. Khỏi nuôi hết sữa. Nữa không? Thôi rồi. Ốc ốc à. Thôi được rồi. Nữa hả? Nữa. Dạ nữa, cảm ơn, con cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn bà già chồng. Nói đi. Cảm ơn cha chồng. Bà già chồng.
Ba già chồng. Ba già chồng. Ba già chồng. Đánh nhỏ. Đơn giản khi vừa cần. Con đi. Nói gì nữa? Ăn uống. Bánh. Để ra ngoài đi sữa họ yếu quá sữa. Đừng lo rồi. Cái bịch này. Rồi thôi mặt rộng. Đúng chừng nhỏ rồi. Thôi. Thôi. Cho bà già chồng miếng à. Cho miếng thôi. Cho. Ăn uống no say rồi nữa. Ăn cao quá. Cho lấy tay. Ừ, cái giò ngon quá. Còn đổ nước. Đổ nước. Gì đổ đâu? Đây. Sao vậy? Giờ muốn mà đổ. Đây. Rồi ngủ đây luôn phải không? Ngủ đây không? Ngủ đây không sợ? Sợ? Ngủ đây không? Con ngủ đây ha. Hát bài ca cô dâu cho ông già chồng nghe coi. Con cần đây ngủ. Ngủ. Ăn nhau không sợ? Con người ta tới sáng luôn. Nhờ nhờ. Bếp này là mở mở cửa và lấy bánh ra của nhờ nhờ. Ủa thấy bị ngon hả? Anh nhờ. Anh nhờ mà. Đừng tội lắc ngang. Lấy này là đỡ. Nhờ nhờ em dạo mẹ. Này biết quay không? Biết quay không? Cô Dì Nguyệt á. Anh nhờ mà. Em mời ông già chồng đi. Trả chồng. Ông già chồng lại đây ăn nè. Mời ông già chồng ơi. Cái nhau à. Đây là cái nhau, đây là bánh. Bánh ta chuột. Đây là bánh chuột. Bánh ta chuột. Bánh ta chuột. Ừ. Ăn nhau à. Ăn không? Lọc chưa? Đừng có bóp, bóp nó không ngon. Con ơi về cho dì Kinh Nguyệt với lại chú Kinh Phong ngủ coi. Ăn không? Hay chú làm về mệt rồi. Đây à. Bánh 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 kim chuột. Bánh kim chuột. Bánh kim chuột. Quả ấy bánh trứng. Trứng gà. Trứng. Trứng. No no không có phá. Cho miếng nữa. No no không có phá. Hôm nay lấy con đây cho giờ mới nha. Đấy, con lấy cho nhiều nhiều đi cho có hai cái ăn không đủ. Ít quá có hai cái sao đủ. Rồi cảm ơn nha. Đóng cửa lại. Anh ơi. Rồi nó cho hết luôn á. Giữ xin ngay nó cho hết luôn á. Này. Coi. Rồi cảm ơn nha. Không có chi. Không có chi. Con uống miếu. Con mệt quá. Đúng. Không ngồi. Đi cơ cơ. Đi cơ. Ông hỏi con đi. Này phải không? Để con. Để con ngỡ. Cho nó mới được. Đổ. Đổ nè. Đổ. Đổ ra ngoài nè. Đừng có để. Cái gì? Cầm đi. Cầm đàng hoàng đi. Cầm này nè. Rồi cầm xuống cho mình đổ nha. Cầm đàng hoàng. Màu phai ba nha. Cầm này nè, để đổ. 1, 2, 3. Uống nó nghe, không có đổ nha. Thôi bà vô. Đây. Đây. Bánh. Bánh. Bánh chân chuột. Bánh tay chuột. Tay chuột. Tay chuột. Anh nho à. Bánh chiên chuột. Bánh tay chuột với nho. Nho mà. Anh
là nước. Ừ. Nước của chú chim hồng. Chú chim hồng, chú bậy không mệt quá. Chim hồng. Ở nhà còn gì ăn không? Bánh hiệu mắt. Bánh nữa. Con đẹp quá. Con đẹp nữa. Làm gì? Điện giật hả? Bởi nó chú không đều. Sao điện ghê vậy? Nữa. Không buộc con keo lại. Bóng đèn. Buộc con keo lại chưa? Giờ hết rồi. Được rồi. Đó nữa. Qua vài lần nó thờ tủ lạnh như tôi nha. Nước. Rồi xong nè, máng ca lên đàng hoàng đó. Bắt đầu nước rồi. Nó vậy. Vậy mà cái gì đó thở. Uống đi giờ no tí rồi. Mẹ đâu sợ? Mẹ đâu con? Mẹ đâu con? Mẹ đâu rồi? Chưa. Mình bữa giờ mẹ có cho mông không? Không. Hai bữa nay mẹ có mẹ. Một là mẹ đau rồi. Mẹ Út mà làm mẹ đau hả? Con đau rồi. Vậy hả? Cũng dễ lắm ạ. À. Con khóc không? Nhưng mà ngoại nói cắt cử rồi, cắt cử được rồi. Ừ, cắt được rồi. Dễ mà. Ừ. Tại nó cũng chịu ăn này ăn kia rồi, chịu đi chơi á. Nó khóc nhè. Ăn từ hôm gì rồi? Biết lọc không? Hỏi khán giả không con? Không. Dạ. Con đi. Hỏi khán giả không? Khán giả ăn với con. Con mở cho. Con mở cho. Ông bà cô chú ăn với con không? Lấy chân lên coi. Ừ, cái chỗ ngủ của người ta không? Nhét vô. Làm gì vậy? Ăn mở đi. Cho ai vậy? Ăn đi. Con mở cho ai vậy? Cho khán giả. Rồi mời khán giả nha. Dạ. Con ba. Cô chú. Nè. Con cô mở cho. Cảm ơn nha. Con mở cho. Cảm ơn trà sữa nhiều lắm á. Giờ thấy là sữa mở không ai dám ăn. Con ăn nha. Ừ. Thịt nè bỏ con ta hết trơn đi. Con bỏ. Đây nè. Còn đâu ăn? Trời ơi, nhột nó nho nhỉ, thấy gớm. Đập. Rồi, ta rọc cái nho còn ăn nó lộn mất tiêu cái nho luôn mày. Còn đập. Hết rồi. Còn đâu mà lộn nữa? Trời ơi. Nữa. Đi cho thấy chùm nho chưa? Thấy ăn không? Con mở cho. Con mở cho. Con mở cho. Con giả ăn nè, con giả cho rồi ăn. Wow. Ngon quá à. Wow. Wow. Đang nhờ. Ngon quá. Đang nhờ. Cho ai? Đang nhờ đi. Ngon quá. Ngon ngon quá. Ngon nhờ của ai vậy? Đang nhờ của ta. Trời ơi, nhờ của tôi. Nhờ của ta. Ừ. Trời ơi, lau tay giùm mình ngồi thôi. Mới tắm. Về đến nhà cho chú Phong ngủ con ơi. Đây. Quay đứt một cái đi. Quay xong rồi. Quay một cái đi. Ông bị chồng đuối lắm rồi. Rồi chồng mệt rồi, ông ơi bán buôn mệt rồi. Bán buôn rồi, cái dáng gì ấy thì chồng có mệt lắm rồi. Trời ơi. Trời mẹ. Trời mẹ biết ơi. Liên khúc đây tôi rót cho. Cầm đàng hoàng lại. Cầm.
ầm rớt đổ. Không có con ở đây mà phục vụ trà sữa. Thôi được rồi. Cầm một. Rồi. Rồi được rồi được rồi. Uống hết nha, không đổ nha. Đổ. Đổ một cái ba trà luôn nha. Đổ. Đổ rồi tôi quýnh đó. Tao quýnh con. Thôi đi về con ơi ha. Không. Tạm biệt ông bà cô chú đi. Không. Nha. Không. Xong rồi. Qua đi. Quay xong rồi. Tối rồi ăn gì nữa con đi ha. Ừ, cần nồi nước. Thôi để đây gì mày uống cho con. Đây gì mày uống cho. Đây cho uống cho. Cho cháu uống. Cháu uống rồi, cháu uống rồi cho em ra. Cho cháu uống nha. Thôi. Hết nước rồi. Tăng hương nữa. Hết nước rồi. Thôi về nè. Cha về nha. Dạ thôi chào tạm biệt ông bà cô chú nè. Rồi uống cái nữa hay nghỉ ha. Về ha. Mời. Một cái nữa thôi ha. Ừ, con đổ. Mà kêu ai? Dì Nguyệt. Ăn con đổ. Dì Kinh Nguyệt. Dì Kinh Nguyệt. Đổ miếng thôi nha. Miếng. Ôi trời ơi. Được rồi, được rồi. Cảm ơn. Hết rồi. Con cảm ơn. Rồi. Cho tao uống miếng nha. Rồi, cha con ơn uống hết rồi về ha. Ừ, về nhà mình quay clip khác ha. Quay với anh hai ha. Ừ. Có lỗi nữa. Rồi, được rồi. Rồi, về nha. Rồi, chào tạm biệt ông bà cô chú nè. Bây giờ trà sữa phải về quay clip với anh hai rồi. Chào Nguyệt, chú Kinh Phong cái gì Kinh Nguyệt nè. Ngủ đi. Thôi con. Chào tạm biệt khán giả về quay có cái đàn về quay cái đàn. Quay cái đàn. Mẹ kêu kìa. Về quay cái đàn ha. Mẹ kêu về ngủ à. Mẹ trời lắm, thích ở bên chỗ gì Nguyệt lắm. Thôi chào tạm biệt ông bà cô chú nha. Hả? Sao dạ? Không quay à. Đi về cha có đồ chơi kìa. Rồi quay tiếp ha. Ok. Cha có thùng mà. Cha có thùng đồ quà kìa. Về quay đồ chơi ha. Giới thiệu ông bà cô chú ha. Dạ rồi cảm ơn đi. Cảm ơn bà cô chú. Chào tạm biệt nè. Con uống nước. Thôi chào tạm biệt ông bà cô chú nha. Trời ơi uống nước nữa con. Rửa tay cho thầy à. Con rửa tay. Trời ơi rửa cho m**** té thì Nguyệt ơi. Giả này ăn hồi giận nè, giả ra. Thôi chào tạm biệt bà cô chú nha. Bây giờ con vừa rửa tay cho trà sữa về cho trà sữa ngủ chào. Thôi. Dạ cảm ơn bà cô chú rất là nhiều. Chào tạm biệt nha, chào tạm biệt nè. Vô. Sữa chào tạm biệt không? Rồi, tạm biệt cái biếu bà cô. Cảm ơn, good night. See you again. Hẹn gặp lại à. Đây. Đây. Ok, cảm ơn con. Bye.